À, xin chào cả nhà. Hôm nay mình với bà xã đi công việc về thì giờ là cũng 6:30 rồi cả nhà. Thì bữa chị Tiền với anh Sơn có nói là hẹn bữa nay ra ngoài đó chơi. Thì chị cũng làm ít đồ ăn thì mình đi về mình cũng mua ít gỏi cá nha, gỏi cá bên biên hòa nó hơi là lạ cho về cho mấy người ăn cho nó đỡ ngán. Thì bây giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi, nhà mình có đi không em? Dạ có. Hai vợ chồng nha Quỳnh đi rồi mẹ ở nhà mẹ hơi bị đau chân đây bà xã nè xin Chào hai cả cái nhà. chồng phòng bề bộn cả nhà thông cảm. Ok bây giờ ra bắt xương rồi quay tiếp cho cả nhà coi nha. Món là món gì? À, chiên chiên. Món gì mà món này mà là hết bán đắt lắm. Cảm ơn. Món này vàng ha. Con đang làm món hủ tiếu xào hả? Dạ không, con làm món của con là gỏi cá tân mai. Gỏi cá tân mai. Sao để tôi làm không? Không nó làm mấy mà làm ấy thì chịu dân. Nhưng mà nhà để làm là tôi cũng như vậy thôi. Hai để đây này coi. Rửa nhiều trái tỏi. Rửa món rửa nhiều trái tỏi đây nè. Này con xào cái này trước. Xong rồi mới trái tỏi rửa nhiều để lên. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích nó. Con cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà nó chắc con nghĩ nó ngon lắm. Lần đầu tiên trong đời con làm món này mà con nghĩ nó ngon lắm. Mình làm bằng cái tâm nữa ha. Được rồi ha. Ăn tấm lòng nha. Được. Dạ. Này gà luộc. Gà hấp. Gà hấp. Gà món này món gì? Gà hấp. Cá nóc xả này, cá nóc xả như cả nhà. Còn này gà hấp cá chanh ha, gà hấp cải đó. Mua nấm đồ gà có giờ hồi gà mình hấp nấm mà dai ngon, cái nhà bán rồi mình hấp cũng ngon. Gà chín rồi giờ mình để nấm thì cải vô 5 phút nữa là mình sẽ thấy gà nấm nó cũng mau chín. Đúng rồi, gà chín thì mình để vô đi chị, nó sợ nó hói. Giờ con cải xanh vô chị rửa sẵn hết trơn thì để trong tủ gì nè. Dạ cải này cải ngon đó. Ngon lắm. Cải vô hồi mình gấp dĩa ra cải ra cái dĩa không để gà lên 16 mẹ nhà thấy mình nó cải không mà con cải xanh non cái này là cải non ngủ cái là nóng luôn rồi nhà ơi. Giờ mình ăn thịt quậy ngán lắm, cho nên mình hấp cải mình làm rau nhiều nhiều ăn đỡ ngán. Dạ. Hôm qua ăn thích ăn rau cải. Qua ơi, thích ăn rau cải nhiều là ít làm ít ha. Dừng lại đi, hồi hấp gà còn cải chứ hồi hấp gà hết cải luôn rồi sao? Ờ lâu trời. Tới đâu rồi đầu bếp? Dạ, con chào chú Quang, con chào cả nhà. Hiện tại thì con đang làm món rưỡi heo trí tỏi. Xin cái món này là lần đầu tiên trong đời con làm nhưng con nghĩ nó ngon lắm. Con chưa biết nó con sao. Con làm là ngon rồi. Cảm ơn. Nghề chính là nghề tóc, nhưng mà bếp là nghề phụ. Nhưng mà làm nó tuyệt vời lắm. Không? Rưỡi heo trái tỏi. Rưỡi heo chiên giòn rồi xong mình để vô. Wow, chiên giòn mới trái tỏi nữa hả? Trái tỏi. Dữ vậy. Ôi, lại xay mòi nữa rồi. À sau đó mình đổ ra cái khay này. Đúng rồi, để chồng lên, bắt đầu là mình phải có bô nết thêm vài lon bia. Quá chất rồi, lon bia này cái bà hồ. Bà hồ mình chiêu hả? Sáng chú có đi câu cá đó chú. À hả? Sáng chú đi công chuyện. Sáng chú Quang đi công chuyện với mấy lần rủ chú Quang đi câu cá gì còn. Quay video cho bà con xem. Ở ngoài nó đẹp lắm, bữa nay. Chỉ có cháu con làm thôi nha. Dạ. Dạ trời ơi. Nói về Việt Nam là chỉ có thằng cháu làm đầu tiên rồi. Cô đi là con không bao giờ làm món này nữa. Đây là lưỡi heo chế tỏi nước mắm nha cả nhà. Chuẩn bị là 75. Cả nhà nấu đồng nai. Rồi đuổi okay. Đuổi heo chế tỏi. Rồi bỏ mấy giờ đổ nước cho mẹ đi ơi, nó đậu luôn. Đuổi heo chế tỏi. Rồi. Bén qua. Tạm thời thì sơi cái này trước.
nhìn theo thịt chó vitamin go go quá dữ quá dữ. À, lấy bịch rau ra. Cả nhà ơi, mình nè món con gà chín này cả nhà, bây giờ mình chuẩn bị mình nghĩ ra gà thì mình sắp nó sải ra trước. Nó bị em quăng ra nữa không quá, nãy để nhiều quá bây giờ nó ít quá vậy đó. Thấy gà cả hết vậy nè, sau đó mình vớt ra cái con trong ly bằng nước á, thì bỏ vô cái đây nắp lại thôi rồi nó chín rồi. Chín rồi. Không không có họ nói là muốn hấp thêm cải á. Lấy ra cho nó nguội lát mình xé. Anh Thiên ơi, con sắp nó chanh lên nó mịn gà nè. Được chưa? Yes. Ờ, đâu, mình thấy hiểu điệu chưa? À, thơm quá. Rồi, chuẩn bị kéo đây ngồi ra, rồi mang tay cắt nha. Trời quá, mình đi ra ngoài kia, nó thấy quá. Bữa nay ra chị Tiền đã quá hấp rồi. Đây là sao tóc hấp không? Đúng không? Ừ, rồi còn con gà nó chưa ở đây. Bây giờ với cô chơi với cô chú mình nè cả nhà ơi. Phu nhân à, con, nhân mấy cái miếng cơm. Trời cái món này ngon bình con nha, anh mình ha. Trong đêm này làm sao? Trứng hoàng tử. Trứng hoàng tử trứng hoàng tử đó con. Hoàng tử có hai trứng làm hai dĩa. Gỏi cá là sẽ đi quà. Đây là món con làm. Bữa nay ra chơi chính Sơn mà anh Sơn đi không có nhà. Anh đi chích thuốc. Có mấy đứa con tiếp. Mỗi lần mà em gặp cái đi chợ em gặp cái lưỡi heo cũng nhớ là anh Nha Tâm luôn. Dữ à. Cả nhà ơi, cả nhà thấy mình hấp mà nấm cải gà cả nhà thấy. Gà đẹp màu đẹp quá ha. Tự nhiên đó. Quá tuyệt vời. Tự nhiên. Mời cả nhà ăn buổi tối với gà đó gia đình mình nghe với anh Quang đi nha. Gà này gà máy thiến. Gà này là gà lỗ bộ chứ không phải gà đi xe à. Sao nhỏ Quỳnh ăn miếng sao? Hồi sáng mới đi lên núi. Thế hả anh hả? Ăn Quỳnh nha. Cái thịt nó ơi. Chắc là con ăn miếng là ăn gì hả? Ăn Quỳnh nha. Ăn đùi nha. Cái gì hả? Nó thấy gà sợ gà thịt nó gì hả? Nó thấy gà nó nhăn rồi. Thế ăn miếng rồi. Chắc no chứ gì. Nè, nè, ủa nãy chiều ăn nhà có cơm không? Thấy nó nghĩa cái cải số 4 với mời rồi chân. Bây giờ là chị Tiền làm thêm món nữa nha. Và từ nhà à, hủ tiếu xào, đậu hủ với lòng gà. Có cái đậu hủ đậu chiên này, rất là ngon. Đã quá. Cái món này là món chơi úp cái nữa là xong phim luôn cả nhà. Gỏi cá nè. Gỏi gì mà chứ trong sân hậu trúng cơm luôn hả? Không phải, không có ý vô là hết gỏi rồi. Còn mình làm này mình đem món mới lên nữa. Anh không biết dở dưới quê hay à? Đây, 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 đó. Ê cả nhà ơi, giờ mình tới ăn hủ tiếu xào. Vậy tim gà. Dạ. Rồi xong rồi mình mới tới từ món còn nóng còn món gà còn chưa có ai đó. Mẹ từ từ để cái đó. Làm biến mặn thả. Rồi bây giờ cái món này là cái món. Ông quen đó, ông đơn tôi bỏ vào lô vậy. Thôi đừng. Chửi cái thằng bằng thả này. Tôi chỉ là người. Cái thằng này kinh quá. Đúng mà cái này là sẵn là em phải trộn vô cái cá nãy luôn thính luôn đó không có này nó canh chấm riêng là đã chứ đúng không nổ rồi mình bấm hay gì cái đó là chấm với nước này nè có chấm đó à, giờ lên nhà, lên món gà mới nè đó nhìn quá đã không học câu ấy đã không không lưỡng rồi đúng giả nhưng mà con nếu con xây qua trên nó đứt tao mẹ gà hấp nấm hả. Dạ. Nhà đem mua rau. Ông thịt lưỡi nè, đúng gà tập tạ luôn. Nó dai. Tinh tế và thông minh. Wow. Ông thích ăn nhiều lắm nè, ai nhìn tao đi nhiều lắm. Cái này bỏ hay gì đem dẹp nè. Dạ, ngon lắm mẹ. Không mấy con.
không mà gà, gà là gà da. Không, nó tối vừa nó vừa tối là nó ngọt. Gà đi bộ quên. Lấy kéo đi hai, hai xé gì rồi biết chừng nào mới ra được. Kết hợp với kéo. Tao cũng không biết.